Điện thoại Xiaomi lập kỷ lục mới, sạc đầy pin chỉ mất đúng 8 phút. Xiaomi, hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc, vừa ra mắt sạc công suất 210W, được thử nghiệm trên chiếc điện thoại Xiaomi 11 Ultra sử dụng pin 4000 mAh. Công nghệ sạc mới sẽ làm đầy pin từ 0% đến 100% chỉ trong 8 phút. Còn nếu là sạc không dây thì thời gian sạc đầy chỉ là 15 phút. Thành tích này của Xiaomi đã sốt hộ kỷ lục trước đó của sạc nhanh IQOO 200W. Các bạn thử tưởng tượng, chỉ trong vòng 8 phút, một chiếc điện thoại 4000 mAh sẽ sạc đầy 100% pin. Đây chắc chắn sẽ là bước đột phá về trải nghiệm điện thoại thông minh của người dùng. Giờ đây chúng ta sẽ không cần cắm điện thoại cả đêm hay lo nghĩ quá nhiều về mức pin sử dụng của máy. Hồi năm 2021, Xiaomi từng giới thiệu công nghệ sạc 200W trên chiếc Xiaomi Mi 11 Pro. Thời gian sạc thử nghiệm vào khoảng trên dưới 10 phút. Tuy nhiên, có một nhược điểm khi sử dụng thực tế, bộ sạc này khiến máy nóng lên quá nhanh, do đó buộc phải giảm công suất để đảm bảo an toàn. Đến nay, sau nhiều lần thử nghiệm, Xiaomi đã khắc phục được điểm yếu này trên công nghệ sạc 210W. Một lưu ý là thời gian sạc 8 phút chỉ áp dụng cho các viên pin dung lượng 4000 mAh. Các loại pin lớn hơn chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên quá đắn đo khi mà các dòng điện thoại cao cấp nhất hiện nay thường chỉ sử dụng pin dung lượng trên dưới 4000 mAh. Ví dụ như pin của iPhone 13 Pro Max là 4352 mAh, hay là Samsung Galaxy Z Fold 4 với màn hình gập cực lớn nhưng cũng chỉ dùng pin 4270 mAh. Xiaomi cho biết công nghệ sạc 210W đã đạt chứng nhận an toàn và sẵn sàng tung ra thị trường vào nửa cuối năm 2022. Hãng chưa tiết lộ rằng bộ sạc này có bán kèm với các thiết bị hay không. Tuy nhiên, theo đồn đoán, bộ đôi điện thoại cao cấp Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Ultra nhiều khả năng sẽ được trang bị sẵn. Với các dòng điện thoại khác, khách hàng sẽ phải bỏ thêm chi phí nếu muốn sở hữu bộ sạc 210W.